Vâng, hello, xin mến chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với Nokia Sài Thành chấm cơm bên em ngày hôm nay ha. Thì ngày hôm nay thì cũng chiều thứ bảy anh chị, em làm clip Nokia 3210E, hàng chuẩn nhà mạng Orange nha anh chị, hàng của Đức. Đó. Một cây duy nhất, email đồ đầy đủ 4332 nè, nhà mạng Orange để cho anh chị nào sưu tầm cả máy và logo nhà mạng đồ luôn. Hộp thì nó cũng cũ theo năm tháng anh chị. Đó. Em thấy hộp thì cũng còn tương đối là đẹp thôi. Rồi ok bên trong ha. Hàng nhà mạng thường là nó phụ kiện rồi sách hướng dẫn rồi này kia, máy này nhiều lắm anh chị. Đó. Phụ kiện sách hướng dẫn sử dụng chính nè. Nokia 3210E. Đó, cái máy y chang như vậy luôn. Rồi mấy này thì cũng sưu tầm thôi, bên theo cái này gì đây, cũng hướng dẫn đồ này kia nè, bên luôn. SIM nữa anh chị. Đó. Về mình sưu tầm chân tủ nó cũng đẹp. Rồi ok cái máy, cái máy còn khá đẹp nha anh chị, chứ sao em thấy nó hơi chạy nhưng mà nó không phải chạy mạnh, chỉ chạy nhẹ nhẹ thôi, không ảnh hưởng ha. Cái máy thì cũng đã qua sử dụng rồi nha anh chị, đây viên pin zin của nó này, đó viên pin của nó này pin lớn ghê, củ sạc bên ú. Rồi hết rồi đó. Cách tháo nắp pin anh chị bóp cái phím ở dưới này, đẩy lên lấy tay phải đẩy lên, rồi cái tem email ở trong này đó, caro của Đức này, 3210 email 4332 đó, trùng 100%. Rồi anh chị muốn lắp sim vô thì nó có để chữ up phanh này, đẩy xuống up phanh đó, rồi bỏ sim theo nó hướng dẫn, rồi đẩy lại. Còn cái viên pin nè anh chị thấy có hai cái chốt đó, mình bỏ cái hai chốt xuống trước rồi mình bóp cái đầu phía trên nó có một cái này mình bóp ráp vô được nè, bóp vô cho nó chắc lại là xong. Rồi cái này đẩy xuống. Đó, ok. Phím nguồn trên đỉnh đầu. Thì nhà mạng Orange tất nhiên sẽ có logo nhà mạng Orange. Đó, rất là đẹp. Anh chị nào sưu tầm cái máy này mà có nhà mạng nữa, nó hiếm. Bây giờ trên thị trường rất là ít nha anh chị, chứ không có nhiều. Màn hình màu xanh rất là đẹp ha. Đem kiểm tra email cho máy. 4332 4332 đó, cái bốn số cuối rồi số đầu chắc chắn chính xác rồi. Để xem cái máy này năm 2000 đến giờ 22 năm rồi anh chị, gần 23 năm rồi. Em coi cái máy này sử dụng, mới có 21 giờ 34 phút thôi. Đó. Anh chị muốn kiểm tra như vậy thì phải tắt nguồn khởi động lại, những cái máy cổ này phải tắt nguồn khởi động lại mới được. Cái nắp có logo Orange này mới chuẩn nha anh chị. Đó, logo. Rồi muốn cài đặt nhạc đồ thì cũng vô đây. Setting. Đem coi nó nằm đâu rồi. Đây, tool này. Vòng vòng đây thôi chứ cũng không có đâu xa đâu. Cái chuông Nokia đâu rồi? Kiếm cái chuông Nokia. Chuông Nokia đâu rồi ta? Để trên đầu thử coi.
Đây Nokia nè chị. Xưa năm 2000 là cái tiếng này là nó huyền thoại nè, vậy chứ nó không phải như mấy cái tiếng Nokia năm mười mấy sau này, năm 2000 mười mấy thì cái tiếng nó khác, là giống như năm 15 cái tiếng nó không có cổ điển bằng những cái dòng này. Đó, cái dòng này nè, cái tiếng này mới chuẩn của dòng cổ ngày xưa nè. Đó, sườn đồ cũng còn rất là đẹp nha anh chị, mới xài gọi có hai mấy tiếng đồng hồ thôi mà hai mấy năm rồi. Nói chung là những anh này ở nước ngoài chỉ sưu tầm thôi, ít có gọi, nhiều khi người ta lắp sim vô, người ta gọi 900 đồ, nhiều khi người ta gọi để tránh trường hợp mà sim bị phá rồi này kia thôi, em nghĩ là vậy chứ không có xài nhiều đâu. Đó, sạc chưa to nha anh chị, có một cây nhất thôi. Anh chị nào mua liên hệ cho em, tại con cây về đúng một cây nhất 910 nè. Rồi, anh chị nào mua sưu tầm sử dụng tặng người thân là ok. Đó, chung là lo gì cũng ok đó anh chị, lớn rồi đó. Rồi ok, anh chị nào mà mua cứ liên hệ ngay cho em ha. Rất là cảm ơn chị đã quan tâm theo dõi nha. Thấy phù hợp thì cứ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ Nokia Sa Thành ha. Chúc anh chị có một ngày chiều tối thứ bảy thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại trong clip lần sau nha anh chị.